Dạ, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm, chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Thì cái câu hỏi đó là trước khi anh có vợ, anh có cái tài khoản riêng, sau khi anh có vợ anh tài sản chung. Thì cái vấn đề đó là tôi vừa mới nói đó là anh phải giữ cái số tiền trong tài khoản riêng của anh riêng với là tài sản chung mà anh có với vợ của anh. Tức là anh Mỹ nó gọi là không có commingle, tức là anh không có trộn gạo với là thóc với nhau. Một khi anh đã trộn với nhau thì anh thua rồi đó. Còn nếu anh không có trộn nên để riêng ra thì không sao. Bây giờ cái tài sản riêng của anh á, hồi nãy anh mới hỏi là nếu anh rút thì anh xài thì no problem, anh xài. Nhưng mà nếu anh bỏ vô đó, lấy thí dụ sau khi anh xài rồi anh mới lấy, ok tôi anh đi làm cái gì, sau khi anh lấy vợ đi làm có tiền cái gì, anh lấy cái tiền lương của anh bỏ vô cái tài sản riêng của anh đó thì anh hơi mệt đó nhá. Ok, vậy em hiểu rồi, Dạ. em chỉ rút thôi, ok. Em đừng đụng tới, đừng có bỏ vô nữa thôi, chỉ rút Đúng thôi, rồi. còn có cái là Dạ. gì nữa sau khi mà ví dụ có cái gì là nó không có đụng tới cái đó Đúng nữa. rồi, nhưng mà anh nhớ anh rút ra là anh rút ra đó là anh phải cẩn thận đó nha. Ha. Ok. Ví dụ anh rút ra đó, tôi nói anh nghe nè, nha. Thí dụ nếu á, mà anh rút ra mà anh mua cái nhà. Ok. Thì anh phải make sure đó là anh viết cái check rồi anh đứng để anh bỏ vào escrow anh mua cái nhà đó, cái nhà đó phải đứng tên một mình anh. A married man as his sole and separate property. Ok. Mà anh cẩn thận hơn nữa là bà xã anh nhiều khi phải ký thêm cái quick claim deed để nhìn nhận đây là tài sản riêng của anh. Ok, thì đó mới là tài sản riêng của anh. Ok. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello. Dạ, xin lỗi thầy, văn phòng Dạ đây là luật sư Liêm, bà đang Hello. Bà đang gọi thì tôi luật sư Liêm đây. là luật sư đang ở trên TV đó Dạ phải không? phải, dạ phải. Bà đặt câu hỏi đi, chúng tôi sẽ trả lời. Dạ, xin chào luật sư ạ. Dạ chào chào bà. Tôi có câu hỏi là tháng 5 năm 2015 tôi bị cái ticket vì quẹo đèn đỏ với tôi quẹo, À nhưng mà thật ra là đèn xanh tôi mới quẹo, mà tại vì đèn xanh ấy thì nó nhanh quá, tôi quẹo nó đổi đèn đỏ nhanh quá, tôi chưa quẹo thì nó đã hiện đèn đỏ cho tôi bị phạt vì đèn đỏ mà không ngừng quẹo, rồi tôi bị phạt 480 tháng 5 2015. Thì hồi hồi đó tôi quên, tôi lại không đi xin xóa ticket đó luật sư, À thì bây giờ tôi muốn xóa ticket để hồ sơ nó khỏi bị xấu thì có được không ạ? ha. Dạ đã trễ rồi. Tại vì tháng 5 tới bây giờ thì trong cái thời gian qua đó chắc chắn là bên tòa nó sẽ gửi cho bà cái tiền phạt. Bà đã đóng tiền phạt chưa? Rồi ạ, lâu lắm Ok, bà đóng tiền rồi, phạt rồi. lịch đi học thì xóa ticket. Ok, rồi bà có đi học xóa ticket không? Không ạ, bây giờ muốn xin đi học được không rồi sao? Quá trễ rồi. Dạ, tại vì khi đó mà họ gửi cho bà đó thì họ cho bà cái option để bà xin đi học để xóa ticket. Ok. Và bà sẽ bóng thêm một cái phí mấy chục đồng nữa để bà xóa ticket. Bây giờ bà không có làm cái chuyện đó thì giờ đó quá trễ rồi. Nha, bà không có xóa được đâu nhá. Bà đã bị một point ở trong cái DMV record rồi nhá. Vâng, Dạ. thế thì thưa mấy mấy cái ticket thì sẽ bị trừ điểm nữa. Bà bị một cái bà một cái ticket mà moving giống như ticket của bà đó là bà để trừ bà để một điểm rồi. Mà bà bị trong một năm mà bị ba ticket là nó sẽ rút bằng lái bà đó. Ok. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, không thấy cảm ơn bà. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello. Hello. Em xin chào luật sư Liêm ạ. Dạ, chào em. Dạ. Có một câu hỏi mà 2 tháng nay em muốn hỏi nhưng em không biết phải làm sao. Thưa luật sư, là nhà băng của em đang bình thường, bỗng dưng một ngày em thấy là họ họ không cho em lên web, rồi họ họ troll dần cái nhà băng account của em. Thì khi em đi tới local chỗ bank của em á, thì họ nói là năm trước vào tháng này luôn thì một người đó họ là chủ nhà, họ trả lại tiền cho em để mà
em mua ra đó luật sư, mấy transaction họ họ trả bằng vô thẳng cash cao của em. Mà năm nay cũng tháng đó là tháng 12, tháng này tháng năm 2015 đó, thì họ lấy ra của em 2.000. Thì em hỏi thì nhà băng nói là cái người đó lấy ra mà em liên lạc với cái người chủ đó thì lại không được. Nhưng mà nhà băng lại nói là cái người chủ đó lấy ra, mà nhà cái người chủ đó bây giờ họ họ bị băng gốc si rồi luật sư. Mà băng của em chỉ cho limit lấy mỗi tháng, mỗi ngày có 300 thôi. Mà đây là cái statement á, em thấy mỗi tham cách 2 ngày họ lấy 2 lần, mỗi lần 1.000 như vậy. Thì em lại hỏi nhà băng thì họ nói là em đi thưa, đi ra tòa thưa họ đi. Giờ em phải thưa ai, thưa luật sư? Cái chuyện nó xảy ra cách đây bao lâu? Dạ thưa 2 tháng rồi luật sư. Ok. Nếu mà cái người chủ nhà em, tại sao họ có thể rút ra được nếu mà họ không có authorize? Làm sao họ rút ra được? Dạ, rất là vô lý, em cũng không có hiểu mà tại sao họ rút ra được. Em có cho họ mật mã code cái nhà bank của em là online banking phải không? Dạ không có cho số code của mình. Chỉ em cái bank của các em với nhà bank là online phải không? Dạ. Ok. Với cái online banking rồi họ bên nhà bank có cho em giấy tờ để chứng minh rằng cái người chủ nhà em đã rút ra cái số tiền 2.000 đó hay không? Dạ không. Well, nếu không có thì sao họ trừ em được? Tôi nghe rất là vô lý, tôi không hiểu. Dạ. Tôi không hiểu, ok. Rất vô lý mà khi mà em gọi á, thì họ transfer cho em một cái... Thì bây giờ em phải, cái online, cái nhà bank của em nó có cái branch không? Dạ, nhà bank của em cho số plan trong đó, em có gọi họ. Nghe. Cái nhà bank em đó có văn phòng ở... Cái nhà bank em nó có cái chi nhánh văn phòng gì không? Văn phòng là tức là phải nhà bank nó phải có cái branch. Dạ em có tới thì supervisor hay là manager ra nói em là chỉ có đi court thôi. Có gì? Đi tòa đó luật sư. Tôi không, it doesn't make sense cho tôi. Ok. Tiếng Anh em qua đây. Ok. Cái gì em nói tôi không có make sense cho tôi chút nào hết đó. Ok. Nếu mà cái bank, khi mà em có cái bank account thì cái việc tiền vô tiền ra nó phải có cái bank statement. Chứ làm gì mà không có bank statement? Và nếu cái người nào rút tiền em đó thì nó phải hiện trong cái bank statement là ai rút. Chứ tại sao lại không có? Nghĩa là sao tôi nói, em nói tôi không hiểu. Dạ, có cái bank statement. Khi mà em đùng một cái em thấy họ rút ra 2.000 đó thì em mới hỏi. Thì nhà băng mới nói là cái người hồi xưa chuyển tiền vô 2.000 cho em họ lấy ra. Nhưng mà em tới nhà băng em nói như vậy, cái giấy tờ đâu để chuyển tiền ra là người đó rút. Rồi người manager thì có thể đi thưa cái người chủ nhà đó đi. Em nói không có một bằng chứng nào cho tôi ra tòa tôi thưa được. Có thể là em nói thôi, có thể là em không có nắm vững vấn đề rồi. Có thể đó là cái người chủ của em đó họ giết, khi mà họ trả em 2.000 họ trả em bằng gì, bằng check phải không? Dạ thưa không luật sư, họ transaction, tức là họ bỏ vào account thẳng cho em luôn. Khi mà họ bỏ tức là em phải cho họ cái information về cái account của em. Em có cho số account dạ. Ok, thì có thể tôi không hiểu. Tôi không biết tại sao chuyện nó xảy ra như vậy. Likely đó là em phải kiện cái người mà cái người chủ nhà của em. Ok. Em likely là có thể đó là sau khi họ transfer thì họ revert trở lại. Để bị họ chuyển qua, họ giống như là họ viết cái check cho em deposit xong họ stop payment chẳng hạn. Thì đó khi mà họ chuyển vô bank account thì họ có sẽ họ claim thế nào để họ revert trở lại, để họ lấy trở lại cái 2.000 đó. Ok. Và nếu mà trong trường hợp cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra như vậy thì em chỉ có nước là em phải kiện cái người chủ nhà của em. Ok. Vậy thôi.
Còn đối với nhà bang đó thì tôi nghĩ sẽ khó hơn để em kiện nhà bang. Tại vì đó nhà bang không phải là cái người lấy ra cái số tiền 2.000 đó của em. Ok, phải chi đó, nhà bang là đứa lấy ra 2.000 là em có thể kiện họ. Còn cái người mà lấy ra số tiền 2.000 đó là cái người chủ nhà của em. Thì khi đó đó, chỉ có cái problem đó là em nói tôi không hiểu cho đến bây giờ. Tôi không có make sense cho tôi. Là nhất là trong cái vấn đề nhà bang nó phải có giấy tờ rõ ràng. Chứ không thể nào mà tiền vô rồi tiền ra không có record, không có gì hết. Nó không có, just don't make sense cho tôi. Ok. Thì em phải nói chuyện lại thôi. Thì okay. Cái statement nó thường thì em nhìn nhìn cái account của em trong online. Thì khi online nó bị rose luôn, giống như cái giống như mọi thứ em không coi được đó. Thì em đến nhà bank thì em thấy là họ chỉ cho em, họ in cho em statement đó. Thì em thấy là account của em nó đây là withdraw cái line á luật sư. Nó withdraw 1.000 cái qua cách 2 ngày sau. Nhưng mà nó withdraw đó là nó withdraw bằng cách gì? Hoặc là nó viết bằng cái check, nó withdraw, hay là nó withdraw, nó phải transfer vô cái account nào. Chứ đâu có thể nói là withdraw được. Do đó mà không có make sense là như vậy. Ok, em nên come back, em hỏi lại kỹ đi. Nhá. Ok. Ở đây chúng tôi phải tạm ngưng để tài phải chạy phần quảng cáo thương mại. Ok, còn... Cảm ơn em. Quý vị còn chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình nhé. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.